Xin chào các bạn, lại là mình Hòa SGC đây. Và hôm nay mình sẽ review đến các bạn một sản phẩm mà bên mình vừa mới gia công xong. Đây là một sản phẩm bên mình làm cho một nhân vật rất là nổi tiếng trên cộng đồng mạng. Anh là một streamer, một game thủ PUBG rất là nổi tiếng của Việt Nam. Đó chính là Rambo. Và sau đây mời các bạn xem mình mô tả review chi tiết cái sản phẩm này cho các bạn cùng xem. Trên tay mình đang là chiếc dây chuyền hoàn thiện của Rambo. Thì toàn bộ sản phẩm này được Sài Gòn Cát Rác Diện thiết kế 3D và sau đó in khuôn, đúc mẫu và gia công hoàn thiện. Thì các bạn có thể xem lại hình 3D của sản phẩm này ở dưới clip trước của bên mình. Toàn bộ sản phẩm được làm từ bạc 950 kết hợp với hội Mỹ để đảm bảo sự sáng bóng và bền màu. Với phía trước, mặt dây là hình đại diện của Rambo. Còn phía sau là mặt lưới bạc hình thoi, đính kèm logo Sài Gòn Cát Rác của bên mình. Tất cả được in 3D, sau đó gọt, giũa và mài lại hoàn thiện. Cận cảnh hơn mặt dây thì phía dưới cùng là dòng chữ Rambo được đúc khuôn, sau đó gọt giũa và đánh bóng lại rất là sắc nét. Toàn bộ mặt dây là hình đại diện của Rambo và được bên mình gia công chi tiết, đính hơn 100 viên kim cương nhân tạo số hoa rốt kia màu trắng. Tất cả đều được đính thủ công và mỗi viên đá là đều được đính chắc chắn bằng 4 cái mấu bạc. Hai mắt của mặt dây là hai viên Swarovski lớn màu đen. Thì hy vọng là sản phẩm sẽ là một món trang sức kỷ niệm ý nghĩa và yêu thích của Rambo. Và cảm ơn các bạn đã luôn yêu mến, tín nhiệm và các sản phẩm độc bản và thiết kế riêng từ Sài Gòn Cát Rác. Cảm ơn mọi người.